Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cái hiệu ứng mà logo xuất hiện nhé với phần mềm Filmora 11. Thực ra thì nó có nhiều lắm, chắc là nhiều hơn 5, nhiều lắm. Nhưng mà đây là 5 cái mà kiểu các video editor hay làm và logo nó hay xuất hiện kiểu này. Ok, nếu bạn nào chưa có Filmora thì các bạn có thể xem đường link mình đặt dưới phần mô tả để các bạn có thể tải về và trải nghiệm. Nếu như bạn nào muốn mua bản quyền Filmora thì nhớ dùng mã giảm giá của mình nhé. Đấy là tự mua hoặc là nhờ mình mua hộ. Thông tin dưới mô tả. Ok. Đây là mình ở trong Filmora nhé. Mình sẽ xóa cái dự án ví dụ đi. Đầu tiên mình sẽ phải có cái logo trước tiên nhé. Các bạn sẽ phải tạo ra một cái logo của kênh của bạn hoặc là logo của thương hiệu hay gì đấy. Ở đây mình dùng cái logo Piano by Crab. Cái này là cái logo kênh của cái kênh mới của mình ấy. Cover Piano. Nhưng mà các bạn chả thấy đăng ký gì. Mới được có mười mấy người đăng ký. Trước tiên khi bạn kéo cái logo xuống timeline thì nó có cái hiệu ứng zoom, thì các bạn có thể bỏ nó đi bằng cái công cụ crop nhé, ấn vào chữ crop này. Sau bạn nhấn vào chữ crop tiếp, bạn kéo lên, kéo cái khung crop này đi cho rộng, càng rộng càng tốt. Ok, rộng hết cái logo, các bạn kích vào ok. Tiếp theo là các bạn sẽ phải chỉnh cho cái logo nó nhỏ ở giữa màn hình nhé. Thường người ta sẽ xuất hiện cái logo ở giữa màn hình thì các bạn cứ thu bé nó lại. Kéo lên, bao giờ bạn nhìn thấy có hai cái thanh ngang, thanh dọc ấy, gọi là snapping ấy. Nó vào giữa là ok, đấy là tâm. Cái hiệu ứng logo xuất hiện đầu tiên là cái hiệu ứng gọi là kiểu giống như cái mảnh. Tiếng Anh thì gọi là drop, nhưng mà tiếng Việt thì thôi, chả biết là gì. Thôi cứ gọi là drop đi, rơi đi. Để tạo cái hiệu ứng logo xuất hiện kiểu drop thì các bạn đi đến transition nhé. Sau các bạn chọn tiếp là phần free nhé. Trong cái free này thì bạn gõ vào đây chữ drop nhé. R of drop. Các bạn enter. Đây là cái transition, chuyển cảnh drop. Các bạn kéo bạn thả vào logo thôi. Thả vào đây. Các bạn thả vào đầu và các bạn thả vào cuối luôn nhé. Sau đó là các bạn kích đúp vào cái transition. Các bạn chỉnh cái chỗ duration này cho nó về 1. Thế là 1 giây thôi. Sau các bạn nhấn vào chữ Apply to All. Apply to All để nó cho thay đổi cả cái đằng sau. Ok, đây là cái hiệu ứng thứ nhất. Kiểu drop, logo drop. Play các bạn xem. Đó. Chụp chớp. Đó. Chụp chớp xong rồi biến mất. Đây là cái thứ nhất. Bây giờ mình sẽ nhân đôi cái logo này lên. Cái hiệu ứng logo xuất hiện thứ hai ấy là cái hiệu ứng zoom nhé. Zoom in và zoom out. Thì cái này thì thường các bên media hoặc là các editor rất là hay dùng ấy. Mình có thể delete cái chuyển cảnh này đi. Delete cái chuyển cảnh này đi. Kéo cái này ra đến chỗ này cho dễ nhìn. Cái này thì các bạn sẽ phải thêm keyframe nhé. Để thêm keyframe cho logo thì đầu tiên ấy, các bạn sẽ đưa cái kim thời gian về đầu của cái logo. Sau các bạn chọn vào cái này, keyframe. Đó. Nhấn vào keyframe. Sau các bạn chọn tiếp là cái preset này nhé. Trong cái preset này thì bạn có cái vortex in này hoặc là zoom in này nhé. Thì các bạn có thể chọn một trong hai cái. Vortex thì nó vừa xoay nó vừa zoom vào thì cũng được. Thế còn thông thường ấy thì là chỉ là zoom vào thôi. Tức là cái dạng zoom các bạn kích đúp vào. Kích đúp vào cái zoom in này, nó sẽ tạo cho mình hai cái keyframe. Sau mình play lại để xem tốc độ nó có ok hay không. Nó hơi chậm một tí. Các bạn chỉnh hai cái keyframe này, kéo ngắn nó lại để cho tốc độ nó nhanh hơn nhé. Đó, ok. Đấy là vào. Thế còn nếu mà logo nó muốn biến mất thì bạn sẽ cho nó zoom out, đúng không? Bạn add cho nó một cái keyframe thì các bạn kích vào customize này nhé. Nhớ đưa cái kim thời gian về gần cuối cái logo nhé. Kích vào nút add này, thêm cho nó một cái gọi là keyframe. Sau bạn kéo cái kim thời gian về gần cuối logo. Sau bạn scale bé nó lại thì nó sẽ zoom bé nó lại. Ok. Đây là cái hiệu ứng logo xuất hiện thứ hai. Ok, để tiếp theo là cái hiệu ứng logo xuất hiện kiểu rung gọi là shake. Thì mình sẽ nhân đôi cái này lên. Mình sẽ xóa hết các cái keyframe này đi và kéo cái logo này ra sát vào đây. Ok. Đây là cái logo tiếp theo, mình sẽ kéo ra chỗ này cho các bạn dễ xem. Cái hiệu ứng rung thì các bạn sẽ không cần phải thêm keyframe hay làm gì cả, bạn chỉ cần thêm cho nó hiệu ứng gọi là hiệu ứng shake. Thì các bạn để thêm thì các bạn đi đến tab effect nhé. Sau các bạn tìm trong cái phần filter. Đây, cái tab này gọi là filter. Các bạn kích vào đây, sau nó sẽ có cái shake này, có 10 cái shake.
thì các bạn chọn cái nào cũng được nhé. Thông thường mình sẽ chọn cái thường, mình sẽ chọn cái up down này. Bạn kéo bạn thả cái up down xuống ở trên cái logo. Sau đó bạn nhớ là giãn cái timeline ra nhé. Giãn cái timeline ra, sau đó bạn có thể tùy vào cái mà dung nhiều hay dung ít thì bạn đếm 1 2 3 4 5 5 frame, tức là 5 khung hình thì bạn cắt đi. Rồi bạn xóa cái phần này đi. Sau đó bạn copy cái phần này. Copy cái phần effect này, Ctrl C để copy. Bạn kéo nó ra, bạn dán nó vào cuối này. Ctrl V. Đấy, sau bắt đầu kéo cho nó khớp với lại cái logo. Ok, đây là cái hiệu ứng thứ hai. À, hiệu ứng thứ ba, logo xuất hiện kiểu zoom và biến mất kiểu zoom. Đó. À, xuất hiện và biến mất, đấy là cái thứ ba. À, cái thứ tư là kiểu dạng glitch. Thì cái glitch này ấy, thì các bạn có thể kết hợp với cái hiệu ứng zoom này cũng được nhé. Tức là cũng bằng cái effect, các bạn cũng đi vào effect, rồi các bạn chọn xuống cái glitch này nhé. Trong cái glitch này thì nó sẽ có mười mấy cái, và bạn nhớ là bạn phải chọn cái hiệu ứng ở chỗ này nhé, hiệu ứng miễn phí nhé, free nhé. Bạn có thể dùng cái nào được, weak signal 1 này, weak signal 2. À, thì mình sẽ dùng cái weak signal 1 này nhé. Bạn kéo xuống đây và các bạn làm tương tự này, giống như là cái hiệu ứng shake nhé. Ví dụ mình sẽ để cả cái shake ở đây luôn, tức là nó vừa glitch lại vừa shake luôn. Ok, đây ví dụ như này, vừa glitch vừa shake luôn. Thì thông thường bao giờ nó rung nó cũng đi kèm với cái glitch. Ok, đơn giản thôi, đấy là cái thứ tư. Và cái cuối cùng mà các video editor hay dùng ấy, đấy là cái kiểu fade in fade out. Thì fade in fade out thì đơn giản, đây mình Ctrl V mình dán ở đây. Fade in fade out thì bạn chỉ thêm cho nó cái hiệu ứng fade, tức là bạn có hai cách, một cách là thêm chuyển cảnh fade, hoặc là hai là bạn keyframe. Thì mình sẽ dạy bạn cả hai nhé. Đầu tiên là sẽ dùng cái chuyển cảnh. À, mình sẽ kéo cái logo này ra đây. Chuyển cảnh thì các bạn sẽ đi đến tab transition nhé. Trong tab transition bạn chọn free này. Trong free này thì nó có cái fade này. Đây, fade. Đó, thì bạn kéo bạn thả xuống. Và bạn làm tương tự giống như là cái lúc nãy. Bạn chỉnh cái độ dài cho nó thành 0.1 này. 0 frame apply all. Đấy, thì bây giờ sau nhấn vào ok. Đây là cái kiểu logo dạng kiểu mờ dần nó xuất hiện. Đó. Rồi, lại biến mất. À, đây là cái cách thứ nhất để tạo. Thế còn cách thứ hai thì các bạn có thể dùng keyframe. À, các bạn dùng keyframe thì nó đơn giản như này, bạn để vào cái chỗ mà bạn cần cái logo nó xuất hiện, bạn add cho nó một cái keyframe, chọn một cái logo, add một cái keyframe. Sau bạn kéo cái kim thời gian này về đầu này. Về đầu này thì bạn bắt đầu chỉnh cái opacity nó xuống thành 0. Opacity chính là cái độ trong suốt ấy. Đây là cái hiệu ứng fade xuất hiện. Đó. Và đến gần cuối thì bạn làm ngược lại nhé. Ở chỗ này thì bạn làm ngược lại. Chỗ này bạn thêm cho nó một cái keyframe. Sau bạn đưa cái kim thời gian về cuối hoặc là gần cuối. Bạn cho cái opacity về 0. Như vậy là tạo ra cái hiệu ứng logo xuất hiện kiểu fade. Ok, đấy là đơn giản thế thôi. Đấy là 5 kiểu logo xuất hiện với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.